Xin chào các bạn, ở cái bài hôm nay mình theo yêu cầu của một số khách hàng bên Festo thì mình sẽ làm cái video clip này và hướng dẫn các bạn cái cách download một một trong những cái server bạc của những sản phẩm Festo ha. Giả sử như mình có một cụm van ha. Ở trong cái bài này mình sẽ ví dụ về những cái server bạc cho một cái cylinder và một cái ví dụ cho một cái server bạc trong cái cụm van terminal ha bạn. Thì trong trường hợp mà mình xài không có thời gian lâu quá cái hàng bảo hành như sẽ như 2 3 năm chẳng hạn, thì những cái seal ở trong cái cylinder nó bị leaking chẳng hạn, hoặc là những cái tap valve này nó bị xì hoặc là nó không chạy, hoặc là những cái tap valve trong này nó bị hư, thì mình làm sao để mình mua những cái spare bạc để mình sửa chữa cho những thiết bị này thì cái bài hôm nay mình sẽ đi qua và hướng dẫn các bạn cách chọn cái spare bạc sao cho nó hợp lý. Ngoài ra mình cũng đề cập tới cái mã cái code trên cái sản phẩm của Vestol luôn. Ở này là chung cho tất cả sản phẩm Vestol chứ không chỉ nó riêng về cylinder hay là van terminal gì cả. Ok. Thì đầu tiên mình sẽ đi vô một cái ví dụ là mình muốn tìm cái spare part cho cái cylinder này chẳng hạn. Thì ở đây là một cái cylinder các bạn. Thì khi mà các bạn mua bất kỳ sản phẩm nào của Vestor thì trên cái thiết bị của Vestor luôn luôn có một cái label. Ở trên này nó thể hiện những cái thông số như sau. Đầu tiên các bạn nhìn thấy nha, giả sử ở đây mình phóng lớn lên, ở đây nó hơi mờ xíu nhưng mà bạn có thể thấy ở đây là cái này người ta gọi là cái order code các bạn. Order code á, thì cái order code nó quyết định cho cái tính chất của sản phẩm ha. Giả sử như khi bạn download cái document cái tài liệu của cái cylinder này á, thì khi mà bạn kiểm tra cái order code đó, thấy giả sử như cây này là cây DSBC 32, này là chính là cái bore size của cylinder, 45 là chính là stroke length của cylinder, PPS là có nghĩa là cái tính chất air cushion của cylinder, A là trên cái trái bê tông của cylinder này có 500, VN3 là tiêu chuẩn ISO. Đó. Thì cái order code này nó quyết định cái function, cái tính chất của cylinder. Và các bạn tiếp tục, các bạn có thể thấy là cái part number của cái cylinder này, thì cái part number này các bạn, đối với những cái cây cylinder như trường hợp này, cái DSBC này, thì cái part number đại diện cho một cái nhóm cái DSBC, cái cylinder DSBC này. Cho nên là khi các bạn đưa cái part number này á mà bạn kêu bán cho mình cái cylinder với part number này bán không được. Nếu bạn đưa cái order code này thì ok, mình có thể bán cho bạn được cái cylinder này ha. Tại vì cái part number này nó đại diện cho một group của cái cylinder này, có nghĩa là tôi nói giả sử tôi lấy một cái ví dụ. Giả sử như tôi có một cái part number này thì cái cylinder của tôi nó có thể là có hành trình 200 hoặc là có thể có hành trình 45. Ha. Chứ giả sử như hành trình 200 hoặc là 45 thì nó đều có cái part number này hết. Nhưng mà có cái order code này thì nó sẽ quyết định luôn là cái hành trình là chính đúng hay không các bạn. Giả sử như trong trường hợp này cái thông số cuối cùng mà các bạn còn thấy trên cái label này á, cái số mà tôi nghĩ là nó khá quan trọng ha. Có rất là nhiều thông số nhưng mà ba thông số là quan trọng nhất. Cái thông số cuối cùng mà tôi muốn nói với bạn trên cái label này của cylinder là cái serial number ha. Thì cái serial number này nó nói lên được là cái cylinder này nó sản xuất vào cái năm nào, tháng nào, thì dựa vào cái serial number này người ta sẽ bảo hành cho bạn. Giả sử như bạn mua cái cylinder này và mà xài có 6 tháng đi thì cylinder nó bị hư, nó bị leak, thì mấy bạn sẽ gửi về và mấy bạn vui lòng là chụp chụp hình dùm mình cái hình cái label này, hoặc ít ra các bạn phải cung cấp được ba cái thông số này: part number, order code và cái serial number này. Bởi vì cái phòng mà bảo hành của cái tờ tao luôn luôn cần cái serial number này để người ta kiểm tra lại xem có bao nhiêu cái cylinder sản xuất vào tháng này năm này nó bị hư ha. Nếu bạn không có cái serial number này á thì nhiều khi là các bạn phải gửi mẫu qua bên tới Đức để người ta kiểm tra coi xác định nguyên nhân lỗi là do bên mình sản xuất hay là lỗi là do khách hàng. Còn nếu bạn cung cấp serial number này mà người ta phát hiện là cái lô này có không phải là chỉ mình bạn báo cáo nó bị lỗi mà có một số nơi trên thế giới bán cái siêu này nó cũng đã bị lỗi rồi, thì khi mà các bạn feedback lại là người ta đổi cho bạn cái cylinder mới liền và không cần phải điều tra gì cả ha. Đó thì lưu ý khi mà muốn bảo hành hay gì cũng cần cung cấp cho mình ba cái số này. Và mình nãy mình nói luôn thì cái số order code này rất quan trọng ha. Cái số order code này rất quan trọng dùng để mình kiểm tra cái spare part của cylinder này và dùng để mình đặt hàng cho cái cylinder này luôn. Còn cái part number này chỉ nói lên một cái nhóm của cylinder thôi, nó không có tác dụng trong cái việc đặt hàng các bạn. Ok. Rồi,
Thì các cái bước mà để tìm cái xe bạc cho Cinder này gồm những cái bước sau. Ok, thứ nhất là mấy bạn phải access vô trong web của Vestore. Ok, access vô trong web thì cái địa chỉ trong web này nằm ở dưới đây ha, http://www.festo.com.vn. À, thì bạn sẽ vô trong web của Festo Việt Nam. Cái tiếp các bạn phải click vô cái tab là product ha. Sau đó các bạn lại gõ cái batch number của cái cylinder này, cái order code của cylinder, sorry cái order code ha, gõ cái order code của cái cylinder này lên trên cái phần search in catalog ha. Đó. Gõ cái order code này lên ha. Sau đó mấy bạn mới nhấn search. Rồi các bạn lại tiếp tục click lên cái documentation tab rồi ha, documentation tab rồi rồi các bạn lại click lên cái phần spare parts. Click lên cái dòng chữ spare part. Rồi các bạn click lên trên cái show spare part list ha. Thì khi đó các bạn sẽ ra được cái phần spare part với bản vẽ đánh số cho cái cây cylinder này ha. Thì mình nói nó nhiều bước vậy á, nhưng mà lúc mình làm nó rất đơn giản ha. Tôi nói giả sử tôi cần cái kim, tôi giả sử tôi cần cái tìm cái những cái phụ tùng dùng để thay thế cho cái cylinder này, thì tôi tìm như sau. Đầu tiên tôi gọi, tôi vô trong web của Vector Việt Nam, lúc trước đây tôi vô trong web của Vector Việt Nam. Sau cũng theo thứ tự là tôi vô phần product, tôi gọi DSBC, DSBC gạch 32 gạch 45 gạch BBSA gạch N3 Enter. Rồi theo cái hướng dẫn thì tôi sẽ click vô cái phần là documentation. Tiếp tục tôi click vào cái dòng spare part. Thì khi bạn click vô cái phần spare part đây, bạn thấy có năm cái hàng ha. Thứ nhất là show spare part, thì nãy theo hướng dẫn là mình sẽ show ra tất cả spare part. Cái hàng kế tiếp nó gọi là ghi là repair instruction, thì khi bạn click vào đây thì bạn sẽ download được cái tài liệu hướng dẫn các bạn cách sửa chữa cái cylinder này. Ở đây nó có một cái video là replacing the wearing part, có nghĩa là nó hướng dẫn cho các bạn thay thế các cái siêu bên trong cái cylinder này ha. Đối với những cái siêu như siêu cổ hoặc là siêu trái bê tông, ok, nó gọi là cái wearing part các bạn. Thứ năm á, cái thứ tư là cái accessory, có nghĩa là những cái phần mà Festo bán đính kèm cho cylinder này, chẳng hạn như fitting sensor, foot mounting cho cái cylinder này chẳng hạn, ok. Và cuối cùng cái dòng cuối cùng là display in the catalog, thì khi bạn nhấn vào display in the catalog thì nó sẽ ra cái catalog cho cái dòng cylinder này, cái dòng cylinder DSPC ha. Rồi bây giờ mình tập trung vào cái phần là tìm kiếm cái spare part cho cái cylinder này. Thì thường mình thay thế cái cylinder mình sẽ thay thế những bậc nào, ở cái bài này mình sẽ cũng hướng dẫn cho bạn luôn ha. Tiếp vào sau spare part, thì khi bạn click cho cái phần show spare part á, thì bạn sẽ thấy là nó sẽ hiện ra cái cho bạn cái bản vẽ đánh số, đánh số tất cả những chi tiết của cylinder này luôn, ok. Thì mấy bạn để ý á, thì thường á cylinder nó xì á, nó sẽ xì á, thường nó sẽ xì ở vào ba vị trí này bạn. Thứ nhất là xì ở cái siêu cổ, xì ở cái siêu cổ, như vậy quay lại phần cylinder, thường là nó xì ở ngay siêu cổ bạn. Và thứ hai là nó xì ở trái bê tông, có nghĩa là cái buồng khí ở bên tay phải nó lọt, nó thông với cái buồng khí bên tay trái, bởi vì cái trái bê tông nó bị lít siêu rồi ha. Ok, thì đó là những hai vị trí nó thường xì nhất của cái cylinder. Thì vì những cái tính chất này á, nhiều những tính này á, thì khi mà bạn mua siêu để thay thế trên cylinder thì bạn phải tập trung vô một cái siêu cổ, đúng không? Bạn phải tìm siêu cổ. Siêu cổ này nó gọi là wiper siêu ha. Và bạn tìm cái vị trí của cái trái bê tông, cái siêu của trái bê tông đó, ok. Những cái siêu ở bên trong này, ok. Thì bạn thấy khi mà thường mà khi bạn mua thì bạn nên mua nguyên một cái set này luôn. Cái set có vị trí là 999 này, thì bao gồm chi tiết số 3. Chi tiết số 3 là cái siêu cổ, chi tiết số 6 là những cái siêu nằm cái chi tiết số 6 này các bạn.
các bạn click vào nó tự động hiện ra những vị trí cái phần gắn vô cái phần end cap cuối của Cylinder nha. Cái số 6 này là cái cộng O-ring, nó dùng để nó chống leaking khi mà bạn kết nối cái bề mặt của cái phần cái phần bearing cap này với cái thân của cái body của Cylinder. Nếu không có cái seal này sẽ bị xì ngay cái vị trí kết nối đó. Thì bạn thấy ở cái phần setup của bạn này nó bao gồm tất cả những chi tiết đó. Ngoài ra nó còn bán luôn cho bạn hai cái tip mở bò dùng để khi bạn thay thế cái hai cái seal này. Ok. Thay thế những cái seal này trong cái Cylinder. Ok. Đó thì thường thì bạn mua nguyên cái set này thì nó bao gồm tất cả những cái seal mà nó gây ra cái hiện tượng leaking ở cái Cylinder, xì cái Cylinder đó bạn. Đó. Thì kiểm tra xì cũng dễ lắm, mà mình hướng dẫn cho bạn cách kiểm tra xì luôn. Giả sử như nó xì siêu cổ đi, thì thường á mấy bạn bơm khí vào cái đầu này nè, cái đầu này gắn cái piston vô bơm khí vào đầu này và nhỏ xà bông vào cái đầu này. Nếu mà xà bông nó nổi lên á, nó nổi bong bóng lên á, thì nó là xì siêu cổ. Phần kiểm tra xì trước piston cũng đơn giản lắm, các bạn kéo cho cái Cylinder nó đi hết về bên tay trái hoặc là hết về bên tay phải. Thì nếu mà hết rồi bên tay trái, sau đó bạn cấp khí vào cái đầu này, gắn cái piston vô xong cấp khí vào đầu này. Nếu mà khí ở cái đầu còn lại mà nó bị xì ra ngoài, nhỏ bóng vào thấy nó xì lên, thì có nghĩa là Cylinder nó bị xì trên piston rồi, nghĩa là nó không còn đảm bảo lực nữa, mình phải thay nguyên cái bộ setup nguyên bản ngồi cho cái Cylinder hai bạn. Ok, thì ở phần Cylinder thì mình sẽ dừng lại và không nói tiếp. Trong trường hợp các bạn muốn thay mà hướng dẫn cách thay seal một cách tận tình, các bạn có thể download cái phần là repair instruction đây để bạn download cái những cái phần hướng dẫn về cái phần thay thế seal. Ngoài ra các bạn còn có thể mở cái video của bên Đức, người ta hướng dẫn mình cách thay seal sao cho nó chuyên nghiệp. Đây là cái video hướng dẫn bạn thay cái thay thế cái seal cho cái Cylinder này. Ok, bật đôi là coi cách ta thay như thế nào luôn. Ok, cái phần Cylinder thì mình sẽ tạm dừng ở đây ha. Các bạn dễ dàng là biết cách download cái thay thế cái seal cho cái Cylinder rồi. Bây giờ thì ở cái phần One Terminal á, thì rất là nhiều khách hàng thường á, khi mà người ta cái tàu bán nguyên cụm van này, ta không biết là tra mấy cái mã con bên trong của cái cụm van này. Như giả sử mình muốn thay những cái tép valve trên cái cụm van này, mình cũng không biết cách nào để mua hết. Thì cũng đơn giản lắm bạn, đối với cái cụm van của Festo á, thì ở giả sử như tôi nói trong cái tủ điện này, giả sử tôi đi khảo sát ở xa khách hàng, tôi thấy cái tủ điện này thì trong đây nó có một cái cụm van VTSA. Thì bạn thấy á, nếu tôi phóng to cái hình ở đây thì bạn thấy ở đây có một cái barcode như vậy và một cái mã như vậy. Thì đây là cái mã của nguyên cụm van nhé bạn ha. Thường nó nằm ở những cái vị trí như này nè, phía trước cụm mặt cụm van này nè, nó để một cái phần barcode và nó để một cái mã ngay đây. Bạn lấy hai phần này, phần nào cũng được, barcode cũng được và cái mã này cũng được. Trong trường hợp này cái mã nó mờ thì các bạn phải dùng cái phần mềm quét barcode ở trên cái điện thoại á, quét lên cái mã này nó sẽ tự động ra luôn cái phần spare bạc cho các bạn luôn ha. Còn trong trường hợp này cái chữ này nó không mờ thì mới thể gõ, là cái cách để gõ như thế nào thì mình sẽ đi vào trang kế tiếp để mình coi cách tìm cái những cái spare part của cái cụm van này như thế nào ha. Thì giả sử như tôi muốn tìm cái spare part cho cụm van đó, nghĩa là tôi muốn biết cái part number của những chi tiết bên trong cụm van này, thì tôi phải làm như thế nào ha. Rồi thì nếu mà bạn dùng cái điện thoại để quét cái ba mã barcode này bạn, hoặc là dùng cái tablet để quét mã barcode, thì bạn cần phải cài đặt cái phần scanner. Thì mình khuyên bạn là lên trên cái trang Apple Store thì bạn đào cái phần QR code scanner này, cái này nó free và nó quét một cái là tự động nó ra được luôn cả cái spare part của cái cụm van phía tôi luôn ha, rất là hay. Ok, cách này rất là nhanh ha. Nếu bạn quét không được thì bắt buộc các bạn phải gõ cái dòng này vô ha, và cách gõ thì tôi sẽ hướng dẫn ở trang kế tiếp. Đầu tiên là các bạn cũng vào trong web của Festo luôn ha, access theo cái đường link ở phía dưới này. Kế tiếp các bạn click vô cái phần support download ha, nó khác với cái này. Rồi kế tiếp các bạn gõ cái mã của cái cụm van, cái mã nãy mình vừa mới thấy gần cái barcode đó, gõ cái mã nó vô cái phần search ha, cái ô search này ha. Sau đó mình gõ cái mã này vô, sau đó mình nhấn file ha, cái mã là 3s7. Ok, copy cái mã này. Rồi sau đó các bạn nhấn nút file. Kế tiếp mấy bạn click vô cái phần spare part catalog ha, click vô cái phần spare catalog này. Rồi các bạn click vô phần show spare part backlist thì nó sẽ hiện ra tất cả những chi tiết của cái cụm van này luôn ha. Ok, thì bây giờ mình sẽ click vô trong cái Festo mình làm ví dụ cho bạn coi.
Rồi nó khác với cái hướng dẫn của cái Cinder nãy ha, mình không kích vô phần product nữa mà kích vô cái phần support download. Thì khi bạn kích vô phần support download này nè, bạn sẽ gõ ở đây, các bạn có thể tìm tất cả những cái phần mềm của Festo cũng vào đây gõ luôn ha. Ví dụ như QuickShot, SDKI hoặc là những cái phần mềm ví dụ như Festo Management Tool, Festo Field, Festo Field Device Tool hoặc là Festo Configuration Tool, các bạn đều có thể, hoặc là có đi ship thì bạn đều có thể vô cái phần support download này và gõ ở đây để tìm nha. Giả sử như ở đây mình gõ cái tên cùng văn vào, tôi coi lại cái tên cùng văn, tôi có quy lại cho nó dễ, tôi gõ ra những file theo cái hướng dẫn hồi nãy ha. Rồi bạn vẫn vô spare part catalog, xong nhấn vô show spare part. Và ở đây không chỉ là cụm van ha bạn ha, và cylinder ha, ở cái bài này thì tất cả những sản phẩm của Vector bạn đều có thể tìm theo cách này ha. Rồi các bạn thấy đây nó hiện lên tất cả những cái chi tiết về thuộc cái cụm van nãy, thì trong trường hợp này bạn thấy cái nào hơn thì bạn mua về thay thôi hả. Rồi sau cái bài hướng dẫn này các bạn có thể dễ dàng download cái file present của mình ở dưới cái video này luôn ha, và nếu mà có một thắc mắc gì thì bạn có thể comment ở cái dưới video clip này và để mình có thể mình hướng dẫn các bạn hoặc là trả lời các bạn cho những cái thắc mắc đó ha. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại các bạn ở những video kế tiếp.